thôi. Như là cái hình ảnh lớn hơn hạt kê, chúng ta đã xem qua cái phim này hồi nãy, chúng ta thấy những hình ảnh hạt kê phía bên trái. Bây giờ cái vùng này nó lớn hơn hình ảnh hạt kê, nó dính trở lại, nó thành ra những cái đám mờ, nó nhòe ra bên ngoài, đám mờ đậm ở trong và nhòe ra bên ngoài. Cái thước nó lớn hơn 30mm đường kính thì người ta gọi hình ảnh đó là hình ảnh thâm nhiễm hay là thâm nhiễm dạng nốt. Nó là những cái nốt mà cái bờ nó nhòe, nó không rõ nét. Ở trong trung tâm thì chúng ta thấy rõ, mà tới bên ngoài thì chúng ta thấy nó mờ đi. Và cái thâm nhiễm này nó có cái đặc trưng của nó, và từ cái bệnh lý cho đến cái mô phổi bình thường nó không có một ranh giới rõ ràng. Hình ảnh đó người ta gọi cái thâm nhiễm. Cũng nên nhắc lại là danh từ thâm nhiễm nó không đúng. Nó là cái danh từ của giải phẫu bệnh lý. Nó là sự xâm nhập của tiết dịch, chất dịch và tế bào vào trong một cái mô phổi thì người ta gọi đó là cái thâm nhiễm. Nhưng mà thâm nhiễm đó nó cho hình một cái mờ ở trên mô phổi, trên hình ảnh X-quang của mô phổi. Cái mờ không đồng nhất, cái bờ nó không rõ nét. Thì cái danh từ đó người ta đã xài, đã trở thành quen. Cái thực tế là hình ảnh thâm nhiễm, cái chữ thâm nhiễm không đúng trên cái hình ảnh X-quang. Trên hình ảnh này chúng ta có những cái thâm nhiễm, những cái nốt thâm nhiễm nó nằm ở vùng này, vùng nách phổi, nó có cái đường rãnh liên thùy. Ngoài cái hình ảnh thâm nhiễm này, cái đoạn này chúng ta thấy ở rốn phổi có một cái hình tròn xoe. Cả hai cái này chúng ta thấy nó phối hợp trở lại, nó là một cái hình quả tạ. Cái hình quả tạ chúng ta thấy đây là một cái bên và đây là một bên thứ hai. Hình này là hình ảnh của một cái phức hợp nguyên thủy. Đây là cái phức hợp nguyên thủy, cái hạch và cái thâm nhiễm liên quan với nó. Hay là nói một cách khác, cái hạch này nó tùy tùng của cái đám thâm nhiễm này. Cả hai phối hợp lại làm một cái hình ảnh của cái phức hợp nguyên thủy.